Rồi, mình mến chào cô chú anh chị và các bạn vào buổi chiều ha. Chiều hôm nay thì mình với ông chú mình đi ra thăm cái đám quế của ông nha cô chú anh chị. Trời ơi. Lá kìa. Bữa nay nó quá trời, nó ăn phân hay sao? Trời ơi. Cô chú anh chị các bạn coi nè. Phun thuốc lại rải phân uri xanh vô nhìn cái lá nè. Quá trời đã ha. Nè. Đó. Nè, đây dưới à. Cô chú anh chị các bạn thấy không? Lá nè. Phè 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 luôn nè ha. Không bệnh đi. Không bệnh luôn, nhìn quá trời quá đất rồi. Thì bây giờ là nắng ở trong nó chiếu á, nên mình quay mình đi vô chứ không có đi ra nha cô chú chị. Đi ra như vậy là mặt trời nó chiếu nào nên mình không có thấy. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng dưới đây nha cô chú chị. Nè. Đó, quế của ông chú mình nè. Cọng tím ha, không có bệnh luôn nè nha cô chú chị. Gạch mặt dưới mặt đồ vàng nè, đồ không có đồ luôn nha. Cây bự bự bự. Rồi nhìn khóa đã luôn cô chú chị ơi. Trồng quế vậy mà có giá cái sao mà chịu nổi cô chú chị. Nắng ở ngoài chiếu vô nên mình phải đi ngựa nhìn vô vậy là mới dễ thấy nha cô chú chị, chứ ở trong đi ra quay là không có thấy cô chú chị. Mấy cái cây này dậm dậm hôm nay giờ nó cũng phát lên ráo này cô chú chị. Phân quá trời phân mà chịu gì nổi. Ổng ngồi à, ổng ngồi ổng cười cười. Quá trời coi như vậy. Này, để mình bước qua một cái ha. Cây nào cây nấy phè phè không nè. Đó. Lá bản bản ha. Thì ở đây thì hôm giờ mình làm clip thì cô chú anh chị các bạn cũng biết rồi. Thì ổng cũng có xịt bung đỏ ha. Rồi cái gì có sao là mình quay chia sẻ hết ráo cho cả nhà xem tham khảo ráo à. Lá này, nó thưa thưa cây vậy nè, nó mập cây nó không có bệnh. Thì hôm giờ mình cũng có chia sẻ với cả nhà nhiều lần rồi. Thì chiều hôm nay thì mình với ông chú ra thăm gò. Hôm nay là không có xịt, không có làm gì á, chỉ đi thăm gò thôi. Thì quay chia sẻ cho cô chú chị các bạn xem. Mấy cái thuốc phun bờ hổm nè, phun Merody với Arobat nè. Tới nay ngồi dính lá trắng trắng luôn ha. Dính lá trắng trắng nè, lá bự 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 bản nhìn đẹp. Quá trời, phê phê luôn. Ôi, hơi quá đã bóng mượt luôn nha cũng chị coi nè. Nè, cây nào cây nấy nè, nhìn dây nè, cỡ này là nó mới lớn tốc độ nha cũng chị. Này là ổng rải phân cái bữa trước với xịt thuốc là bữa trước, là mình cũng có quay cái clip chia sẻ cho cả nhà xem đó. Nói chung như vậy khá ok rồi, giá nó nằm giá còn nằm giá sáu bảy ngàn cũng ngon. ha. 60.000 khúc này đây vô trồng thì nó cũng được ok lắm, nhưng mà có một cái nó không có lại khúc đầu quay này. Đó, để thì vài bữa nữa nó bự, mà nhưng mà phải cắt cái bự trước, cắt cái bự trước, nhưng mà cái này nó cắt sau chứ không có cắt được kiểu vậy, chắc cắt có lầm quá. Nên cả nhà thấy nhìn đây đóng xanh mướt ha. Nay nữa là cũng hai mấy ngày rồi phải không, 28 ngày rồi. 28 ngày, 28 tới 34 35 ngày là nó cũng bao nhiêu ngày nữa ta, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 7 ngày nữa. Cái này 7 ngày nữa dung trùng rồi. Như cô chú chị các bạn thấy như vậy nè. Đó. Cỡ như vậy ha, ra nhánh chèo mặt trời nè. Đó, một cây là như vậy ha, nó mập mập vậy nè. 7 ngày nữa thì cô chú chị các bạn cũng biết là nó cao lên và mấy cái tàn này nó bự ra. Rồi lúc đó là thu hoạch mấy cái lùm cao trước là được đấy cô chú chị. Cô chú về coi anh thấy không? Cây nào cây nấy nè. À, mấy cái lá này nhìn bản bản không, nó lùng lùng vậy chứ mà tàn dưới nó ra nhiều nè cũng vậy thôi, nhánh nè đó. Nó ra dày nó mới sung nó mới mướt rồi mới đẹp đó. Cây nè cô chú vậy các bạn thấy cái cây không, từ gốc lên ngọn luôn tím ngắt luôn, lá dày cui không có bệnh vàng lá vàng liếu gì á, cả nhà thấy rõ ràng ha, chứ không phải ấy này kia. Tại chiều cũng rảnh, ổng đi ra ông rủ kêu đi ra coi coi đám quế nè, cả nhà thấy không, đã nó thưa thưa vậy nè. Còn cái quế của mình trống á, mình cũng xịt mấy con cử à, mà nó leo queo quá chứ, này là mình hổng dặm luôn, làm biếng hổng dặm luôn, nó có cây nào ăn cây nấy là khỏi dặm tại làm biếng mà. Còn này chứ để dặm là mình phải xương á, còn này mình không có thời gian.
không có xương. Chứ này có cây nào ăn cây nấy. Thôi lá nó bự nè cả nhà. Đó. Cọng tím ngắt luôn ha. Trồng trồng sao mà nó ra cọng tím vậy nè, mới đẹp. Mốt là cắt sát gốc luôn. Đó. Cọng tím nè, nhìn ra chèo đá. Mọi người nhìn nó phê phê sao á cả nhà. Này ông cũng mới tưới xong, ông tưới xong ông vô ông rủ đi ra coi được quế nè. Trời đã. Phải nói nha con chị, thưa thưa, mới có cách có ngày à. Nó phè phè lên nha. Quá trời đã luôn. Cái này nó lớn, đồng này còn tuần lễ lên nữa là ngày nào nó cũng lớn nha con chị. Ngày nào nó cũng lớn luôn chứ không phải là không lớn. Lớn có thấy luôn á. Cái lúc nhỏ thì trông nó lớn á, hơi lâu à. Mà cái lúc mà từ cái khúc tỉa tới giờ nó lớn có thấy luôn. Không có bệnh quản luôn á con chị, nhìn đã. Trời ơi. Ngày nào cũng ra là thấy nó bự, nó phè vậy nè. Nó mê mê. Mắt cũng như vậy thấy không? Quay điện thoại cao thì thấy nó không được ấy chứ mà rọi sát xuống vậy nè. Rọi sát luôn. Không có bệnh nè nha cả nhà, dạch lên cây nào cây nấy y luôn, không có bệnh, lá rất là dày, có gân gân vậy nè, lá rất là dày. Ha. Nè. Không có vàng lá, không có kêu cái vấn đề rầy khối đèn đen đen gì dưới nè, không có luôn nè, nhánh nào nhánh đấy nè. Cái này là mình quay hết toàn bộ cái đám luôn chứ không phải là quay có chỗ nào mà sạch đẹp cái quay, còn chỗ nào xấu là không quay nha. Đó. Cả nhà thấy không? Trồng sao mà cây quế nó thưa thưa mà lá bự vậy là nó mới đẹp. Dày quá là cũng dở, dày quá là bệnh. Đó, cả nhà thấy không? Quỳ sát vô luôn cho cả nhà xem. Dạch nó ngang luôn nè. Nếu mà cây quế bệnh vàng lá là cô chú anh chị các bạn nhìn từ cái lá dưới nè, nó vàng từ từ đã vàng hết rồi. Này không có luôn. Cây tím rất là đẹp. Đó. Bây giờ nắng ở hướng này nè cũng vậy nên mình đi mình phải nghiêng nghiêng vậy nè, đang mới thấy được cây quế chứ để nắng chiếu khó thấy lắm. Đó. Cô chú anh chị các bạn thấy không? Thì nói chung là bên mình là chuyên gia xài quế thái này không. Đó. Quế thái thì trồng nó nói cái chức năng sức nó thì rất là ok rồi. Nè, cây tím ra chèo. Cái này một tuần lễ nữa nha cả nhà, một tuần lễ nữa là sẽ cắt. Rồi mình sẽ cập nhật từ từ. Rồi cắt rồi mình ấy có gì mình quay chia sẻ cho cả nhà xem luôn. Nè. Cả nhà thấy không? Bóng lớn luôn, dây mà bệnh hoạn đâu có, cây nào bệnh hoạn đâu. Đó. Lá nè. Không có đốm đen đốm gì đó, nó thưa vậy mình xịt mình thuốc nó thẳng xuống đất nó xông trở lên. Xông trở lên vậy là con bệnh nào nó chịu nổi, còn cái dày quá là xịt thuốc không xuống tới đất là lấy gì nó không bệnh được. Qua đã ha. Cái này không phải mình quay lên mình khoe mình nổ cái gì ha. Có sao mình quay vậy. Cái này là mình cập nhật trực tiếp cái đám quế của ông chú mình từ đầu tới cái đuôi luôn cho cả nhà xem. Nhánh nè, tím nè. Đó. Cây nào ra cây nấy luôn nha cả nhà. Bệnh hoạn đâu. Làm gì có cây bệnh nào đâu. Đó. Nhà thấy không? Rất là đẹp. Mình tính mình live stream mà nhưng mà nắng quá thì ra ngoài đây không có mạng nữa nên không có live stream được. Rồi để mình đi lên trên đây coi ổng nói vấn đề gì nha. Đây, ba cái củ hành đã khẩm nhổ còn nè, là con bá quế nè. Rồi lá nha cả nhà nhìn nè, phê coi nè. Ôi ơi, dây mấy gọi là quế với cả nhà. Chiều thì ổng rủ mình đi thăm. Ông tưới xong ông đi vô nhà ông thấy mình nằm cái kêu ê ra coi thăm cái đám quế của ta nè, nay nó có khác mày, mới có một bữa hai mà nó khác vậy đó. Cười, ngồi cười chứ không biết làm gì. Quá trời quá đất, không phải là mình quay mình phe cái gì mà nói là chung là mình cập nhật mình quay cho cả nhà xem. Ok hả? Cái lá này lấy đi thuốc vô khác sao? Cái lá này nhìn là muốn vô tô phao bò liền. Mà sao ngộ ta?
quế lúc nào cũng bán đẹp vậy mà đi vô cái tiệm phở bò là cái ăn cây quế, bỏ cây quế nhìn có gì đâu không á. Đâu lâu lâu mới có đám đẹp chứ. Thì biết rồi mà vô phở bò nó sao để cọng quế gì thì bà ối vậy. Phải gì để mày cho ăn cây quế đẹp vô ăn tô phở bò cũng được, để cái quế gì. Quế này đi thân mạnh chừng nào nó không có bệnh. Phải không? Mới có năm bữa ông đẩy bao nữa rồi mốt ông đẩy cử nữa hả? Còn tuần lễ nữa đó. Ta không đẩy nữa quá. Hả? Cái đó vừa. Vừa luôn khỏi đẩy hả? Khỏi. Hay biết thì ông muốn đẩy nữa ông đẩy, còn không đẩy nữa thôi chứ biết sao. Thì mình để từ từ mình coi mà nó dòm nó hơi ngã màu cái mình đẩy vô. Là không cho nó mất cái màu vậy phải không? Không. Cái màu nó càng xanh vậy càng tốt chứ không cho mất. Nó mà mất là nó bệnh liền. Bệnh. Cái lá gì đâu hết biết cái lá. Vậy nè. Vậy nè thấy không? Lá bán. Thì thí dụ như cái này nó có sâu thì mình xịt sâu nha cả nhà. Thí dụ như có sâu thì mình xịt sâu, thí dụ như là Radian hay là Incibio gọi là BUT số 1 của lúa vàng ha. Mấy thuốc đó là thuốc sinh học. Sinh học nó mát đây nữa. Nó kiểu như nó mát, vừa trị sâu mà vừa dạng mát đó. Nó cũng rất tốt cho quế đó. Buổi chiều hai chú cháu đi vòng vòng thăm gò. Rồi đi vòng vòng trống chút xíu. Chứ để mất công lại khán giả nói mình đi quay vòng vòng cái lùm đẹp. Thì chỗ này thì nay nó cũng phát nha cả nhà. Hổm thì mình cũng có nói rồi chỗ này có phèn, chỗ nó mất cây rồi dậm rồi nè. Thì nó cũng dậm nó cũng sống rồi nè. Nó dậm nó sống nhưng mà có cái nó chưa bằng người ta thôi. Đợi mấy anh kia nó cắt xong là tới nó là vừa á. Thuốc gì phun cách ngày rồi mà vẫn còn trắng nè, nó còn dính luôn. Tính ra thằng Alubat với Merudi cũng quá ok ta. Xịt nữa hả? Vậy là chuyến sau chắc tớ phải quất đổi Melody đàn quá. chơi karaoke ca thấy mỏi miệng quá thì cũng vậy thôi, để mình đàn mang cái đàn đi. Mấy cái lùm nó tốt mà cả nhà thấy nó lùng mà lá nó bản nha. Nhà thấy không? Dây mới nặng ký nha cả nhà, lá bự trèo nhiều. Nặng ký. Này, thấy màu lớn thì nay nè một tuần lưỡi nữa là trời nó phả cây này làm lên có 4-5 tấc hả, tuần lưỡi nữa này nó muốn 2 tấc mấy gần 3 tấc rồi, lớn lẹ lắm khúc sau. Nhìn buổi chiều nhìn cái đám quế phè nhìn đã cả nhà. Cái này mình đi quay hơi cao, mình quay thấp xuống cho cả nhà xem nè, quay thấp xuống nè, lá bự nhìn nhà thấy không? Cả nhà thấy không? Chỗ này thì dậm nè, dậm là kiểu cấy á cả nhà, cấy có hàng đó nên nó còn nhỏ, nó chưa có bự luôn. Còn mấy cái chỗ nè tự lớn tự động lớn nè, tím ngắt cộng nhìn phải nó ghiền, cái đầu mép dưới đây vô trong nó ngồi, còn đầu mép trên đây nó bị có phèn hay sao nhưng mà không sao, vậy là ok rồi. Chủ yếu là mình quay mình cập nhật cho cả nhà xem hả. Mấy cái dặm này hả? Mấy cái dặm chỗ này chắc không phèn nên nó mới phè vậy đó, chứ mấy cái dặm chỗ kia chắc có phèn. Cả nhà thấy không? Tím cây nè. Sập thuốc là nó xuống cái đất, nó trắng cái cọng luôn. Con bệnh nào vô được. Dặm nè. Thưa nhìn quá ok rồi. Thì nói chung quay ra vậy thì nắng nè. Cả nhà thấy cây quế nó đâu có đẹp ha. Quay vô vậy nè. Quay vô mà đã xá xuống vậy nè. Cái này cái nấy nó phê nè. Lá. Này là mới 28 ngày nha cả nhà. Từ xạ tới giờ 28 ngày đó. Chứ giờ mà đi trồng cắt nhánh nó mất thời gian. Với cắt đường lần hai lần là cái nó bệnh rồi mình quản lý nó không có được tốt bằng cái như với kiểu này. Khúc này nè. Dậm này nó cũng thẳng băng ráo nè. Đó. Thì nãy giờ mình với ông chú mình cũng đi từ quả vô đây nè, cái nhà thấy dậm không,
chỗ này hổng không có cọng nào dầm dầm, ổng mới dầm sau nè, ổng nhổ nhổ dầm nè. Có cái có bờ như vậy chắc mấy cái cây này mốt chắc không được sao ơi. Kia nó bự quá rồi. Tại dầm cho có cho nó điều bờ chứ thật sự mấy cây đó họ không chất lượng, mấy cây nhỏ nhỏ không chất lượng, mấy lùm nó cắt rồi. Cả nhà thêm mấy cái lùm dưới đây nè. Thì nãy giờ mình cũng đi một vòng hết cái gò này nha cả nhà. Nhìn lá này. Cây nào nó sung lá nhìn thấy mê ha. Đó. Cái đầu nào mà nó sung là nhìn có khác. Rồi thì nói chung là khi nào mà ổng có tưới phân hay xịt thuốc cử nào nữa thì mình quay chia sẻ cử cuối đó nữa cho cả nhà xem, và cũng như là thu hoạch quế là mình sẽ quay cho cả nhà xem luôn nha. Đó, để coi cái quá trình một đợt quế của ổng là như thế nào và thu hoạch nó cả bao nhiêu ha. Rồi thì bây giờ mình cũng tạm thời kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị các bạn thấy video hay hữu ích hãy cho mình một like cũng như một lượt đăng ký cũng như là chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha. Rồi và quên nữa, cả nhà có ai mà có nhu cầu trồng húng quế này hãy liên hệ mình ha. Số điện thoại của mình là 0378338060. Đó là cũng số Zalo của mình nha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn vào những video tiếp theo của mình.